Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không phải đối mặt với những khó khăn thử thách, không phải sống trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, khổ nỗi đó là điều không thể, bởi vì trong cuộc đời là một chuỗi liên tục những sự kiện, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thuận lợi và cũng có những lúc trắc trở, đó là quy luật của tự nhiên mà chúng ta không thể thay đổi được, thay vào đó chúng ta nên học cách nhận thức và đối diện với thực tại bằng một tâm thái tích cực lạc quan và luôn biết ơn những đau khổ trong quá khứ đã giúp chúng ta trưởng thành hơn. Những niềm vui trong hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho chúng ta và hơn nữa những hy vọng trong tương lai lại là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Thời gian qua, cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu đã dũng cảm vượt qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời và đã gần hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hãy tự hào về bản thân và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn bình an, yêu đời, quý cô bác anh chị nhé! Minh Đường Tử Vi biết rằng, bản mệnh tuổi Đinh Dậu cũng đang mệt mỏi rất nhiều, tuy nhiên Minh Đường Tử Vi không phải là bậc thần thánh có phép màu và không thể cho quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu được cuộc sống nhung lụa, vàng bạc đầy két, giàu sang phú quý, nhưng đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi có thể luận giải và dự ngôn những việc sắp xảy đến trong tương lai để phần nào giúp quý cô bác anh chị có thể cải vận, thu hút tài lộc, may mắn xóa đi muộn phiền, lo âu, sau đó giành lấy sự tự do giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu đã hữu duyên nghe được đến đoạn này, thì quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh để gửi tín hiệu đến Minh Đường Tử Vi rằng quý cô bác anh chị còn đang hiện hữu trước màn ảnh nhỏ. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu thân mến, đây là đôi lời dành cho Đinh Dậu và cho cả đội ngũ ban biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, cho những người đang vất vả lo toan, nhưng vẫn nhận lại sự tủi nhục mất mát, đau thương đến cùng cực và bị đời phụ bạc, hắt hủi, đó là những thứ mà một kiếp người trong chúng ta ai cũng phải trải qua một lần, nó chính là những thử thách rất quan trọng cho cuộc đời mà chúng ta cần hoàn thành để trở nên trưởng thành và lớn mạnh hơn. Trước phong ba bão táp của cuộc đời, tuổi Đinh Dậu thân mến, khi chúng ta thất bại, việc đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là không bao giờ được đổ lỗi. Việc đổ lỗi chỉ khiến cô bác anh chị mất thời gian và năng lượng, thậm chí là mãi dậm chân tại chỗ mà không quyết được vấn đề. Thay vào đó, hãy tự kiểm tra lại xem quý cô bác anh chị đã chú tâm, làm hết khả năng của mình hay chưa, đã tận dụng được tất cả các nguồn lực và trí tuệ của bản thân hay chưa. Hãy tự vấn xem cô bác anh chị đã thật sự tập trung vào mục tiêu của mình hay chưa, hay đã để lại những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của mình. Khi cô bác anh chị nhận ra được điểm yếu của mình, hãy bình an chấp nhận nó và rút ra bài học cho lần sau. Đừng để cho sự thất bại làm cho quý cô bác anh chị nản lòng hay từ bỏ. Chỉ cần quý cô bác anh chị vẫn giữ được niềm tin và sự kiên tâm thì không gì là không thể, chút khó khăn ở hiện tại cũng chỉ như mấy hạt mưa bụi đến rồi đi. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng quý cô bác anh chị sẽ sớm tìm ra được ánh sáng ở cuối đường hầm và thành công rực rỡ trong tương lai. Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu thân mến, sợ hãi khi làm một điều gì đó lớn lao, sợ hãi khi làm một điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu trong chúng ta, ai cũng vậy. Nhưng cô bác anh chị nên dành nỗi sợ đó cho cái khả năng quý cô bác anh chị sẽ mãi dậm chân tại chỗ, đứng im ở cái thời điểm hiện tại, nơi đã và đang khiến quý cô bác anh chị mỏi mệt, nghèo hèn và vẫn mãi như thế cho đến cuối đời. Thay vào đó, chúng ta hay biến nỗi sợ này thành động lực để biến nó thành chất xúc tác, mang đến sự thành công và giàu có thịnh vượng cho gia đình thân yêu. Cho chính bản thân quý cô bác anh chị, chắc hẳn có rất nhiều quý cô bác anh chị cũng cùng suy nghĩ giống Minh Đường Tử Vi. Đôi lúc chúng ta thường nghĩ rằng nếu cuộc đời này là một sự sắp đặt sẵn, vậy việc gì chúng ta phải cố gắng để rồi nhận lại những điều mình không mong muốn. Nếu vận mệnh của mỗi người như một cuốn sách đã được viết trước, vậy mọi sự nỗ lực còn ý nghĩa gì đây? Vì đôi khi ở phía cuối trang sách, cuộc đời chỉ đơn giản là một cái kết. Còn cái kết đó có hậu hay không thì lại do tự bản thân quý cô bác anh chị viết lên. Vì thế, quý cô bác anh chị vẫn là người làm chủ vận mệnh của mình. Minh Đường Tử Vi biết rằng điều đó nằm ngoài khả năng của quý cô bác anh chị, chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần duy nhất, thay vì đầu hàng trước số phận. Quý cô bác anh chị hãy cứ kiên tâm và kiên cường bước tiếp, đến một ngày nào đó, quý cô bác anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc trang cuối của cuộc đời, đang còn dang dở ở phía trước. Minh Đường Tử Vi tin rằng, anh chị hãy luôn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người, quý cô bác anh chị nhé. Thưa quý vị, con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực, những người tuổi Đinh Dậu là những người sôi nổi, có vẻ bề ngoài loè loẹt, tuy nhiên họ cũng là những người chân thành, đáng tin cậy, với tính cách trung thực và thẳng thắn. Những người tuổi Đinh Dậu thường là những người cứng rắn,
kiên cường, ý chí mạnh mẽ, họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế, những người tuổi Đinh Dậu lại là những người sống rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm, đặc biệt họ là những người dí dỏm và tràn trề sức sống. Những người tuổi Đinh Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn, họ cũng có thể là những người quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, thời gian và công sức để khiến theo bản thân của cách mình, chậm rãi mà có phương pháp, họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng, lộng lẫy, vào những dịp lớn khi có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình, nhưng có sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi Đinh Dậu thường rất mãnh liệt, hiện diện về gia đình của mình và họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp, gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tuýp người ưa chuộng truyền thống. Những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất ở trong nhà. Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa. Ông ta tự cho rằng mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi cả thế giới. Thật ra, đặc trưng của tuổi Đinh Dậu có vẻ bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi, nhưng trong lòng lại bảo thủ, cố chấp. Họ là người ưa tranh luận, mà bất chấp người khác có cảm giác như thế nào, họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Người tuổi Đinh Dậu thích được người ta khen ngợi, khoa trương. Khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách để phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào, thì mọi người vẫn yêu mến bởi tính cách cần cù, chịu khó. Lĩnh vực kinh tế mà họ quản lý là người có tài, họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi Đinh Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại là thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi. Còn lại kia là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Đinh Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khuyết điểm của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, có khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang kiến thức uyên bác của mình, không hề quan sát đến cảm xúc của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho từng người một để mọi người tin tưởng họ, đứng về phía họ. Những người tuổi Đinh Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự thân thiện tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận. Khi xử lý, giải quyết một vấn đề, họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế mà khi họ gặp bất kỳ một điều gì ngoài dự tính, họ đều lúng túng, thậm chí là không thể xử lý được. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, chịu khó, có năng lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát quyết đoán. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Đinh Dậu 1957 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch có chút hoang mang, nhưng cuối cùng mọi thứ đều êm đẹp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, bước sang tháng Giáp Tý cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm, tự tin. Chính là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công một cách tốt nhất. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong khoảng thời gian này. Tứ hành xung để bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu. Thậm chí nếu bạn nghe thêm ý kiến của người khác, còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian bạn cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Đinh Dậu thì đối mặt với sự mâu thuẫn, lợi ích nơi công sở, bạn nên tìm cách rút lui, vì nếu càng lún sâu vào đó thì càng có thêm nhiều rắc rối khó lường. Thực ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực khi mọi người mải đấu đá nhau. Nhất là khi có chính quan làm chỗ dựa tinh thần thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, không để những ý kiến trái chiều khiến bạn đi lệch hướng. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Đinh Dậu trong khoảng thời gian này. Bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên hay có vẻ giận hờn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc hay quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh trợ mệnh nên rất tốt cho nữ ở khía cạnh nhân duyên. Ai đang độc thân dễ tìm được một nửa kia với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn đang được đáp ứng. Tử vi sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, xét về phương diện sự nghiệp, nếu đủ tỉnh táo để nắm bắt cơ hội,
và không quá tham lam, bạn có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc, tuy rất bận rộn nhưng có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Mệnh có thai nên loại trừ một số trường hợp kéo bè kéo phái trong công ty để có thể gây mâu thuẫn với nhau. Đối với các trường hợp như thế này, sẽ dễ có thêm nhiều thị phi. Nếu bạn cố gắng bình luận những điều tiêu cực, thế nên cách tốt nhất là chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ, mục tiêu trong tháng, học cách khai thác các khía cạnh sáng tạo. Trong công việc, để đẩy nhanh tốc độ, gia tăng tính hiệu quả, khi bạn quá bận rộn, bạn sẽ không có thời gian cho những việc vô nghĩa khác. Ngược lại, nếu rơi vào tình trạng trì trệ, hãy xem xét động lực của bản thân và những mục tiêu trong cuộc sống. Nếu có những công việc vốn đã không còn mang đến ý nghĩa hoặc lợi ích cho bạn, có thể đây là lúc để bạn dừng lại. Tử vi tài lộc. Trong tháng Giáp Tý, tài vận của con giáp tuổi Đinh Dậu có nhiều thăng trầm khó đoán. Đó cũng là điều thú vị khi mà không phải việc gì cũng diễn ra theo kế hoạch. Quan trọng nhất là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với vấn đề xảy ra hay không, vì bạn luôn có lối thoát ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất. Đối mặt với ảnh hưởng của tứ hành xung nên có những thời điểm con giáp tuổi Đinh Dậu bị rỗng túi, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng may mắn là có người đứng ra hỗ trợ để bạn vượt qua mọi trở ngại. Chính sự cố này, tuổi Đinh Dậu mới nhận thấy tầm quan trọng của việc có tiền dự phòng. Nếu bạn chưa có tiền tiết kiệm, bạn nên giữ được ít nhất 10% thu nhập. Khi thu nhập tăng, tỷ lệ tiết kiệm cũng phải tăng theo. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm tiền trước rồi mới tiêu tiền. Tuy nhiên, với những ai ham học hỏi, không ngừng phát triển bản thân, thì lúc này sẽ có người mang đến cho bạn những cơ hội hứa hẹn về mặt tài chính. Một hành trình mới sắp bắt đầu, có thể sẽ khởi đầu một công việc thuận lợi, mang đến cho bạn nguồn thu nhập ổn định. Tử vi tình duyên. Theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch của tuổi Dậu, ngũ hành tương sinh mang tới một số cơ hội về tiền bạc, nhưng không phải ai cũng có thể tinh ý để nhận ra. Thực ra, mọi thứ ban đầu vốn có vỏ bọc khá khó khăn, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để tháo gỡ, thấy được sự lung linh bên trong đó, thế nên chỉ cần không bỏ qua, thì cuộc đời của tuổi Đinh Dậu có thể thu về một chút tiền bạc cho mình trong tháng mới. Đó có thể là thu nhập ngoài lương hoặc đơn giản là khoản đầu tư đang sinh lời cho bạn. Tháng này, Lục Bạch nhập cung chính Bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhất là những người có quyết tâm lớn trong công việc để cải thiện tài chính thì có thể sẽ đạt được trong tháng này. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, về mặt sức khỏe, nguyên lệnh lâm đất bệnh cảnh báo, người tuổi Đinh Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ gặp tình trạng bệnh vặt. Nếu không chăm sóc bản thân tốt, rất có thể sẽ bị bệnh dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống gây nguy hại cho cơ thể. Trước khi bước sang tháng này thời tiết lạnh, người tuổi Đinh Dậu cần đảm bảo cho việc giữ ấm cơ thể, kẻo dễ mắc các bệnh như thương hàn, cảm lạnh, sốt. Tuy là vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang tới rất nhiều điều bất tiện cho bạn và thậm chí là gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Người tuổi Đinh Dậu đón một tháng cuối năm 2023 âm lịch ngập tràn may mắn, bạn có thể đạt được nhiều thành tích trên phương diện của cuộc sống, xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Dưới sự phù trợ của tam hợp, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Dù là người làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa, cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Người đang thi cử, học hành cũng thu được kết quả đáng mừng. Thêm vào đó, mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thực hiện mọi việc dễ dàng hơn, dù gặp khó khăn. Cũng có nhiều người giang tay sẵn sàng giúp đỡ bạn, nguyệt lệnh trường sinh cũng góp phần thúc đẩy, giúp bạn tìm được cơ hội để thể hiện tài hoa của mình. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, nhất là khi bản mệnh được thực thần chiếu mệnh, người kiếm được bội thu nhất trong khoảng thời gian này. Là những người làm nghề tự do, bạn nhận được khoản tiền lời lãi từ kinh doanh, hợp tác nhiều hơn cả dự tính. Bản mệnh có thể nhận thấy rằng, chỉ cần tin tưởng vào bản thân, kiên định với định hướng của mình, thì chắc chắn sẽ đạt được thành công đáng mong chờ. Về cơ bản, tình trạng sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu vẫn tương đối tốt trong khoảng thời gian này. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi, giúp bạn luôn có tinh thần vui vẻ và phấn chấn, giúp có sức khỏe, có sự cải thiện đáng kể. Thời điểm cuối năm bận rộn, bạn vẫn cần phải chú ý sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi khoa học, chớ nên cố gắng quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh,
Người cao tuổi chú ý làm việc phù hợp với sức của mình, nếu không ngũ quỷ sẽ gây ra những tác động xấu bất ngờ, khiến sức khỏe của bản mệnh suy giảm. Bên cạnh việc sinh hoạt điều độ, hãy chú ý rèn luyện thể dục thể thao, hạn chế tiệc tùng, ăn đồ ăn cay nóng hoặc có nhiều đồ dầu mỡ, gây hại cho dạ dày. Hãy quan tâm tới sức khỏe, có sức khỏe thì bạn mới hăng hái, nhiệt tình bắt tay và làm mọi việc. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm này là hung hay cát. Đối với nam mạng, những người tuổi Đinh Dậu có ngày sinh từ 31 tháng 1 năm 1957 đến 17 tháng 2 năm 1958 dương lịch, cầm tinh con gà, thiên can đinh, kết hợp với địa chi Dậu, mang ý nghĩa độc lập chi kê, gà độc thân. Nam mạng tuổi Dậu, sinh năm 1957, mệnh hỏa, sơn hạ hỏa, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, theo quy luật của ngũ hành, mệnh hỏa của năm. Gặp mệnh hỏa của tuổi nên được bình hòa, lại có thiên can giáp, gặp can đinh là bình hòa, địa chi thìn lục hợp với Dậu nên rất tốt. Với những yếu tố thuận lợi về mệnh, thiên can, địa chi, năm 2024 được dự đoán là một năm để khởi sắc với nam mạng tuổi Đinh Dậu. Nếu có ý định nào đã ấp ủ từ lâu thì bản mệnh hãy chủ động tiến hành thực hiện. Trong năm Giáp Thìn này, nam Đinh Dậu, sinh năm 1957, sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu có mục tiêu rõ ràng và kiên trì, nỗ lực làm việc, chủ mệnh sống lành mạnh, tích cực, luôn giữ được sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề thì cuộc sống sẽ sung túc ấm no. Bước sang độ tuổi 68, sự nghiệp của nam tuổi Đinh Dậu đã có sự ổn định và đạt được những thành tựu nhất định. Mệnh chủ chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để duy trì được những thành quả ấy và để lại làm nền tảng cho con cháu phát triển sau này. Đối với tuổi Đinh Dậu nam mạng, đây đã là khoảng thời gian nghỉ hưu tĩnh dưỡng, nhưng là người chăm chỉ, cần cù. Bản mệnh chủ vẫn làm những công việc nhẹ nhàng, an toàn, vừa để tinh thần thoải mái, lại tốt cho sức khỏe. Vận trình tài chính của quý ông tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 rất ổn định, thuận lợi. Mệnh chủ nhận được những khoản lương hưu mỗi tháng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong cuộc sống sống bình thường, thỉnh thoảng lại có những niềm vui bất ngờ do được con cháu biếu tặng. Nếu sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý thì nam tuổi Đinh Dậu sẽ có những khoản tiết kiệm dư giả. Trong năm 2024 này, khoản dự trữ này rất cần thiết để quý ông có một cuộc sống an lạc, thư thả chủ động hơn. Về phương diện gia đạo của nam tuổi Đinh Dậu, trong năm 2024 được hòa thuận vui vẻ, là người lớn tuổi trong gia đình. Mệnh chủ luôn cư xử chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Chính vì thế, quý ông rất có tiếng nói trong gia đình và được mọi người kính nể. Tuổi 68 cũng là thời điểm của tuổi Đinh Dậu nam mạng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi suy cho cùng, gia đình mới là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Những bữa ăn tối thân mật, những cuộc trò chuyện chia sẻ, thấu hiểu nhau sẽ giúp mọi người trong gia đình gần gũi gắn kết với nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe của nam mạng Đinh Dậu đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, thi thoảng gặp những thay đổi trong cơ thể, đau ốm vặt, nhưng mệnh chủ không được chủ quan mà phải đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong năm 2024 này, bản mệnh luôn giữ cho mình một tâm trí thành thơi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ để có một sức khỏe tốt nhất. Đồng thời, Đinh Dậu nam mạng có thể tham gia các khóa thiền tịnh, tập luyện dưỡng sinh để làm đẹp cho đời sống tinh thần. Đối với nữ mạng, nhìn chung, vận trình tử vi năm 2024 của nữ mạng tuổi Đinh Dậu đã có rất nhiều khởi sắc, mệnh chủ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tinh thần lúc nào cũng an lạc, cuộc sống bình yên, mãn nguyện như ý. Trong năm Giáp Thìn này, nữ Đinh Dậu, sinh năm 1957, sẽ có nhiều cơ hội thực hiện những dự định trước đó của mình. Quý bà có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân, hướng tới cuộc sống lành mạnh, về cả thể chất, lẫn tinh thần, chỉ cần luôn giữ được thái độ sống tích cực thì cuộc đời sẽ yên vui. Ở độ tuổi này, sự nghiệp của quý bà đã đi vào quỹ đạo ổn định, không gặp nhiều biến động, chủ mệnh là người giàu kinh nghiệm làm việc, có những thành tựu cho riêng mình, vì thế hãy truyền đạt lại những kiến thức cho con cháu để tạo nền tảng vững chắc cho đời sau. Tuổi Đinh Dậu nữ mạng trong năm 2024 nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không áp lực nhiều, chủ yếu là để tinh thần thoải mái trong những lúc rảnh rỗi, cân bằng được thời gian giữa công việc và gia đình sẽ giúp quý bạn tận hưởng được những giây phút của cuộc sống. Vận trình tài chính của quý bà tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 khá thuận lợi. Ở độ tuổi này, bản mệnh chủ có những khoản tiết kiệm dự trữ, đề phòng nếu có cần đến tiền bạc.
Nữ tuổi Đinh Dậu cũng nhận được lương hưu mỗi tháng, nên bản mệnh không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc, chủ yếu khi ở độ tuổi 68. Đinh Dậu nữ mạng hướng tới cuộc sống giản dị, thanh tao, chọn cho cuộc sống đơn giản, giúp bản mệnh chủ bớt trăn trở, suy nghĩ, không bị chuyện tiền bạc trở thành áp lực. Trong năm 2024, tuổi Đinh Dậu nữ mạng sẽ được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bên con cháu, gia đình của mình. Là người lớn tuổi trong gia đình, quý bà luôn cư xử đúng mực để con cháu noi theo. Đối với nữ tuổi Dậu, sinh năm 1957, gia đình có đoàn kết thì mới nhận được nhiều phúc khí để các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Thì rất cần có sự kết nối của quý bà, những bữa cơm quây quần bên gia đình, sự trò chuyện, quan tâm lẫn nhau là mấu chốt để gia đình luôn hòa hợp, hạnh phúc. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Dậu 1957 nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của bản thân, chủ mệnh nên thăm khám sức khỏe định kỳ để duy trì cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất, đồng thời không chủ quan dù chỉ là ốm đau vặt. Để sống khỏe thì ngoài việc quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thể thao lành mạnh, quý bà tuổi Đinh Dậu nên chú trọng về đời sống tinh thần, bởi tâm và thân của con người có mối liên kết với nhau, muốn sống khỏe thì tinh thần lúc nào cũng phải thoải mái, lạc quan. Thưa quý vị, Phật dạy, hãy khoan dung với mọi chúng sinh. Khoan dung là gì? Khoan dung độ lượng là một kho báu. Nếu một người biết nắm giữ kho báu này, người đó có thể giải quyết được nhiều rắc rối trên thế giới. Chữ khoan dung, nói thì đơn giản, nhưng làm thì khó. Bởi khi đối mặt với điều đó, không tốt cho mình, trong lòng ai cũng sẽ nảy sinh những ý ích kỷ, hoặc có thể khó chịu, tức giận hay níu kéo. Bản thân điều này đã làm nỗi ám ảnh. Và Đức Phật luôn cho rằng, chủ trương muốn con người không bỏ qua nỗi ám ảnh, nên khi đối mặt với điều gì đó không tốt cho mình, hãy bao dung hết sức nếu có thể, nếu không thể bao dung, hãy buông bỏ nó và đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh của bạn trong tâm trí, để bạn có thể bao dung với chính mình và mọi sinh vật. Vấn đề với con người là họ không thể chịu đựng được tất cả chúng sinh, nếu bạn không thể tha thứ cho người khác, bạn sẽ thực sự gặp rắc rối. Vì vậy, lòng khoan dung phải là vô hạn, nói cách khác, khi tấm lòng của một người tha thứ cho người khác, đó không phải là chuyện nhất định hay thời điểm cụ thể, mà phải có lòng bao dung vô hạn. Tất cả chúng sinh trên thế giới, kể cả loài vật, đều phải học cách khoan dung, bất kể họ có nghiệp tốt hay nghiệp xấu.